cây không sợ bông vỏ, người thì cần da, cây thì cần vỏ. Nhưng ở đây có một loại cây trái ngược hoàn toàn với điều đó. Cây này là cây sồi nứa, không cần vỏ vẫn tươi tốt, thậm chí còn phát triển hơn lúc chưa được lột vỏ. Kể từ lần đầu tiên lột vỏ, 9 năm mới thu hoạch một lần. Một cây có thể lấy vỏ được 30 lần trong đời. Và những vỏ cây sau khi bóc này sẽ được ép, làm cho vỏ cây thẳng lại, tiếp đến là vận chuyển đến các nhà máy đóng nút chai. Nút chai được làm từ vỏ cây sồi có giá thành rất cao, lên đến 5 euro. Thế nên, loại cây này được quý như vàng mền. Vậy ở nước ta có loại cây này không nhỉ?